Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bí thư huyện bị tố hiếp dâm ở Quảng Ninh có nguy cơ bị khai trừ khỏi Đảng. Một bí thư đảng ủy trẻ ở tỉnh Quảng Ninh đã dính vào bê bối hiếp dâm. Nó bị đảng ủy của tỉnh này đề nghị lên trung ương thi hành kỷ luật ở hình thức cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng. Báo chí trong nước cũng đưa tin về vụ việc này. Trước đó, ông Lê Hùng Sơn, 39 tuổi, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, bí thư đảng ủy quân sự huyện Cô Tô đã bị đình chỉ hết tất cả các chức vụ sau khi có người tố cáo ông này đi hiếp dâm. Đây là hình ảnh ông bí thư đảng ủy huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn, sinh năm 1982, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Sau một thời gian tiến hành điều tra, xác minh, cáo buộc, trong cuộc họp mới nhất vào hôm 26 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đề xuất Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan thi hành kỷ luật ở cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho ông Sơn ra khỏi Đảng vì đã có hành vi rất nghiêm trọng trong những điều đảng viên không được làm. Theo đó, ông Sơn bị cho là đã không rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và vi phạm vừa quy định của Đảng, vừa quy định của nhà nước. Hành vi của ông Sơn được đánh giá là làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, gây dư luận rất xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cũng cho hay. Hiện giờ, ông này cũng đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra theo đơn tố cáo của một nữ nhân viên dưới quyền ông, theo tờ báo Dân Việt. Được biết, ông Sơn mới lên chức bí thư huyện Cô Tô chưa đầy 2 năm. Trước đó, ông từng làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thư ký cho Chủ tịch tỉnh và vẫn giữ chức bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Quảng Ninh. Vụ việc được cho là xảy ra vào tối ngày 10 tháng 11 sau một tiệc liên hoan theo đơn tố cáo. Theo đó, một nữ nhân viên dưới quyền ông Sơn cáo buộc ông Sơn đã cưỡng ép chị quan hệ tình dục tại một phòng hát karaoke ở một khách sạn ở thị trấn Cô Tô. Ngoài ông Sơn bị đề xuất khai trừ ra khỏi Đảng, một loạt cán bộ khác ở huyện Cô Tô cũng bị kỷ luật liên đới vì đã để xảy ra vụ việc nghiêm trọng này. Đây là hình ảnh ông Lê Hùng Sơn được chúc mừng lên bí thư huyện Cô Tô nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu lên đến 100%. Cụ thể, ba ông là phó bí thư thường trực, phó chủ tịch thường trực và chỉ huy quân sự trưởng huyện Cô Tô đều bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo sau cuộc họp hôm 26 tháng 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đã cho phép và bản thân cũng có tham gia buổi liên hoan tổng kết có rượu bia sau buổi diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Cô Tô. Sự việc tiền đề dẫn đến cáo buộc hiếp dâm với ông Sơn. Trước đó, một loạt cán bộ huyện Cô Tô cũng đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách vì đã tham gia vào buổi tiệc tùng có bia rượu này, trong đó có chánh văn phòng và phó chánh văn phòng huyện ủy, chủ tịch hội phụ nữ, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, bí thư huyện đoàn, chính trị viên ban chỉ huy quân sự, vân vân. Chồng của phụ nữ bị hãm hiếp này là công an huyện nên đã báo cáo ngay vụ việc cho lãnh đạo tỉnh. Vì thế, vụ việc đã điều tra ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ hãm hiếp. Được biết, ông Lê Hùng Sơn được coi là bí thư cấp huyện trẻ nhất của tỉnh Quảng Ninh và là một trong số các bí thư trẻ nhất cả nước. Vào sáng ngày 12 tháng 11, trao đổi với phóng viên Nông nghiệp Việt Nam, bà em đang sống tại thị trấn Cô Tô là mẹ chồng của nạn nhân khẳng định gia đình đã làm đơn gửi công an và các cấp tố cáo ông Lê Hùng Sơn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện vì có hành vi hãm hiếp con dâu bà. Đây là hình ảnh văn phòng khối hành chính huyện Cô Tô. Theo bà em kể lại, con dâu bà mới được tuyển vào làm cán bộ văn hóa tại một cơ quan của huyện, còn chồng thì làm công an huyện. Vào ngày 10 tháng 11, con dâu bà được triệu tập đi liên hoan, ăn uống, giao lưu tại một đơn vị đóng trên địa bàn. Trong tiệc rượu, con bà bị ép uống khá nhiều nên say. Lúc trên xe về, phải gục đầu vào một chị đồng nghiệp đi cùng. Đến tầm khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, chiếc xe chở đoàn đến trước cửa một khách sạn gần cảng thị trấn. Lúc này, con dâu bà nhìn ra ngoài và lơ mơ hỏi, sao lại đi đường này thì ông Hát, một cán bộ huyện đi cùng trên xe bảo, đi ra đây đổ xăng. Sau đó, mọi người xuống xe, đi vào trong khách sạn. Trên tầng 2 lúc này đã bố trí sẵn một phòng hát karaoke. Mọi người đi vào thì cô con dâu cùng một chị đưa vào phòng nhà vệ sinh để nôn. Xong, con cô ra phòng vệ sinh nhắn tin cho chồng bảo đến đón về thì ông Hát đến bảo cô em ra mời các sếp vào hát. Con nhà cô bảo em say lắm rồi, giờ các anh cứ bắt em hát là em ngã, không đi được nữa đâu.
Sau đấy con cô bị họ lôi vào phòng hát rồi bị ông Lê Hồng Sơn, bí thư huyện ủy Cô Tô hãm hiếp, bà em kể lại. Đây là hình ảnh vào hôm 18 tháng 8, Phó trưởng Công an quận 10 Thượng tá Hoàng Thanh Hà và nữ trung úy Nguyễn Đình Tố Như bị chồng cô Tố Như là cán bộ công an cấp dưới của Thượng tá Hoàng Thanh Hà bắt quả tang đang ở trong khách sạn. Hãm hiếp xong, cô gái chạy được ra ngoài, xuống đường mượn chiếc điện thoại của một người bán xăng gần đó, gọi điện cho chồng đến đón, đồng thời báo gia đình làm đơn tố cáo lên công an huyện bị bí thư Sơn hãm hiếp. Công an huyện cũng khó xử bởi ông Sơn là lãnh đạo địa phương nên đã bảo cô gái đừng tắm rửa gì để họ báo lên giám đốc công an tỉnh. Ngay trong đêm đó, công an tỉnh đã cử gần 20 người xuống làm việc với ông Sơn, lấy mẫu tinh trùng trong người nạn nhân đi giám định. Đơn của nhà cô gái đã gửi đi khắp nơi, gia đình phải làm cho ra nhẽ, đừng nghĩ cái ông là lãnh đạo muốn làm ai thì làm. Con nhà người ta đi làm việc nhà nước chứ không phải công cụ riêng để các ông ấy sử dụng đâu. Ông ấy làm với đứa này được thì đứa khác cũng thế, gia đình sẽ theo đến cùng để bảo vệ danh dự cho con. Còn sai thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, chấp nhận đi tù. Bà em quả quyết như vậy. Con cô bị hãm hại chứ không phải đi cặp bồ bị bắt được đâu mà phải giấu giếm, nên đừng ai khuyên gia đình rút đơn, bà em bức xúc nói thêm. 14 cán bộ, 2 tổ chức đảng huyện Cô Tô đã bị kỷ luật trong vụ việc liên quan đến vụ bí thư huyện Cô Tô bị tố cáo hiếp dâm. Đây là hình ảnh ông Lê Hồng Sơn phát biểu trong một cuộc họp ban tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh. Nguyên nhân dẫn đến hàng loạt lãnh đạo cán bộ huyện Cô Tô, Quảng Ninh bị xử lý kỷ luật được xác định bắt nguồn từ cuộc liên hoan tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ của huyện. Cuộc liên hoan diễn ra vào buổi trưa trong ngày làm việc, các cán bộ có sử dụng rượu bia. Trong vụ việc này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Quang Ngạn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Văn Hiển và Thường trực Huyện ủy Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nguyễn Quang Huy cũng bị kỷ luật ở mức độ cảnh cáo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025. Với vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, vi phạm kỷ luật kỷ cương công vụ, nội dung quy chế kỷ luật nội vụ, vi phạm các quy định về sử dụng rượu bia trong giờ làm việc làm ảnh hưởng tới tư cách đảng viên. Cán bộ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo bao gồm Chánh Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Quang Huy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chu Thanh Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Nông nghiệp Lê Quang Hưng. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin COVID biến thể mới đột biến khủng khiếp, làm dấy lên lo ngại khắp nơi. Điều đáng lo ngại là loại virus này hiện đã hoàn toàn khác xa so với bản gốc xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là vaccine được thiết kế bằng cách sử dụng chủng ban đầu có thể không có hiệu quả. Chúng ta đã trở lại lãnh địa quen thuộc, mối lo ngại ngày càng tăng về một biến thể virus corona mới xuất hiện tại Cộng hòa Nam Phi. Hiện mới chỉ là thời kỳ đầu và các ca nhiễm chủ yếu tập trung ở một tỉnh của Nam Phi, nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy nó có thể đã lan rộng hơn và hiện nay nhiều hãng hàng không trên thế giới đã dừng chuyến bay từ Nam Phi về các nước. Đây là hình ảnh mô phỏng virus corona. Ngay lập tức những câu hỏi xung quanh việc biến thể mới này lan nhanh như thế nào, khả năng nó vượt qua một số biện pháp bảo vệ của vaccine và cần phải làm gì với biến thể này. Có rất nhiều suy đoán nhưng rất ít câu trả lời rõ ràng và điều này càng nguy hiểm hơn đối với Việt Nam khi tiêm chủng đang ngày một phát triển nhưng chưa đến tận người dân. Vậy chúng ta nghĩ gì về biến thể này? Biến thể này được gọi là B1B529 có khả năng sẽ được Tổ chức Y tế Thế giới đặt một cái tên mã Hy Lạp giống như các biến thể Alpha và Delta vào thứ Sáu. Virus này bị đột biến rất nhiều, giáo sư Tullio, giám đốc Trung tâm Đổi mới và Ứng dụng Dịch tễ ở Nam Phi cho biết có một tổ hợp đột biến bất thường và nó rất khác so với các biến thể từng hoàn thành. Biến thể này làm cho chúng tôi ngạc nhiên, nó có một bước tiến hóa lớn và nhiều đột biến khác, ông nói. Trong một cuộc họp báo, giáo sư The Oliver cho biết nhìn chung có 50 đột biến và hơn 30 đột biến trên protein đột biến. Đây là mục tiêu của hầu hết các loại vaccine
và là chìa khóa mà virus sử dụng để mở cửa xâm nhập vào các tế bào cơ thể của chúng ta. Chúng to hơn nữa và đến vùng liên kết của thụ thể, đó là phần của virus tiếp xúc đầu tiên với tế bào của cơ thể chúng ta, và nó có 10 đột biến so với chỉ có 2 đột biến của biến thể Delta hiện đang càn quét khắp nơi trên thế giới, gây cái chết cho hàng trăm ngàn người. Mức độ đột biến này rất có thể đến từ một bệnh nhân không thể đánh bại virus này. Nhiều đột biến không có nghĩa là xấu, điều quan trọng là phải biết những đột biến đó thực sự đang làm gì. Nhưng điều đáng lo ngại là loại virus này hiện đã hoàn toàn khác xa so với bản gốc xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là vaccine được thiết kế bằng cách sử dụng chủng ban đầu có thể sẽ không có hiệu quả với loại virus này. Đây là hình ảnh chợ Vũ Hán, nơi bán động vật hoang dã, được cho là nơi xuất phát của virus corona chủng mới đầu tiên từ hồi đó lan ra toàn thế giới. Một số đột biến đã được nhìn thấy trước đây trong các biến thể khác, điều này cho thấy vai trò có thể có của nó trong biến thể này. Ví dụ N501Y dường như đã khiến cho virus corona lây lan dễ dàng hơn giữa người với người. Có một số loại biến thể khác trong đó khiến các kháng thể khó nhận ra virus hơn và có thể làm cho vaccine kém hiệu quả hơn, nhưng có một số biến thể khác hoàn toàn mới. Giáo sư Richard từ Đại học tại Nam Phi cho biết, họ khiến chúng tôi lo ngại rằng loại virus này có thể tăng cường khả năng lây truyền, tăng cường khả năng lây lan từ người sang người, nhưng cũng có thể xâm nhập vào các bộ phận của hệ miễn dịch. Đã có rất nhiều ví dụ về các biến thể có vẻ đáng sợ trên nghiên cứu, nhưng chẳng thấy có đe dọa gì cả. Biến thể Beta là mối quan tâm hàng đầu của mọi người vào đầu năm vì nó là loại giỏi nhất trong thoát khỏi hệ thống miễn dịch. Nhưng cuối cùng thì Delta lây lan nhanh hơn, đã chiếm lĩnh thế giới. Giáo sư Ravi từ Đại học Cambridge cho biết khả năng của Beta là chỉ thoát khỏi hệ thống miễn dịch. Delta có khả năng lây nhiễm và thoát miễn dịch khiêm tốn, trong khi loại biến thể mới có cả hai khả năng này ở mức độ rất cao. Các nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm sẽ đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn, nhưng câu trả lời sẽ đến nhanh hơn từ việc theo dõi virus trong thế giới thực. Vẫn còn khá sớm để đưa ra kết luận rõ ràng, nhưng đã có những dấu hiệu gây lo lắng toàn cầu. Đã có 77 ca nhiễm được xác nhận ở tỉnh Quảng Thanh ở Nam Phi, 4 ca ở Botswana và 1 ca ở Hồng Kông có liên quan trực tiếp đến du lịch từ Nam Phi. Đây là hình ảnh các nhân viên y tế ở bệnh viện truyền nhiễm ở Nam Phi, nơi COVID đột biến mới đang lây lan nhanh chóng. Tuy nhiên, có những manh mối cho thấy biến thể này còn lan rộng hơn nữa. Biến thể này dường như cho kết quả kỳ quặc, được biết đến như loại bỏ gen S trong các xét nghiệm và tiêu chuẩn và có thể được gửi và dùng để theo dõi biến thể này mà không cần thực hiện phân tích di truyền đầy đủ. Điều đó cho thấy 90% các ca nhiễm ở Gauteng có thể là do biến thể này và nó có thể đã có mặt ở hầu hết các tỉnh ở Nam Phi. Nhưng điều này không cho chúng ta biết liệu nó có lây lan nhanh hơn Delta hay không, có nghiêm trọng hơn hay nó có thể lách khỏi sự bảo vệ miễn dịch từ việc tiêm chủng ở mức độ nào. Nó cũng không cho chúng ta biết biến thể này sẽ lây lan như thế nào ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn nhiều so với con số 24% ở Nam Phi, mặc dù một số lượng lớn người dân tại nước này đã nhiễm COVID. Vì vậy, hiện tại chỉ còn lại một biến thể gây ra những lo ngại đáng kể, mặc dù có những lỗ hổng lớn trong kiến thức của chúng ta, và là một biến thể cần được theo dõi chặt chẽ, cần đặt ra những câu hỏi sâu về việc cần phải làm gì và khi nào. Bài học của đại dịch là bạn không thể luôn đợi đến khi bạn có tất cả các câu trả lời. Và gần đây, liên quan đến vấn đề virus corona đã xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa ở Việt Nam, việc thêm ca tử vong thứ tư sau khi tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc. Đây là hình ảnh công ty giày kim Việt Nam, nơi hai nữ công nhân tử vong khi tiêm vaccine của Trung Quốc. Sáng ngày 26 tháng 11, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa xác nhận ca tử vong thứ tư liên quan đến sự cố của tiêm vaccine COVID-19 Verocell của Trung Quốc ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Ca thứ tư là một phụ nữ 36 tuổi, nằm trong số 9 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, tử vong sau hơn 2 ngày can thiệp ECMO. 8 người còn lại trước đó được tiên lượng nguy kịch, kiệt sức khỏe, nhưng giờ đã ổn định hơn. Gần 60 người khác có biểu hiện phản ứng nhẹ đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, cũng đang tiến triển tốt, tâm lý ổn định, chờ xuất viện.
Tất cả bệnh nhân đều là nữ từ 25 đến 30 tuổi, là công nhân của công ty giày Kim Việt. Họ cùng với khoảng 400 công nhân của công ty được tiêm vaccine Verocell vào hôm 23 tháng 11. Hôm 18 tháng 11, huyện Nông Cống được cấp 53.000 liều vaccine Verocell theo kế hoạch tiêm phòng COVID-19. Vào ngày 23 tháng 11, huyện bắt đầu tiêm vaccine Verocell trước cho 13.400 người đã tiêm mũi 1, theo kế hoạch sẽ được tiêm tiếp mũi 2, và 16.500 người ở độ tuổi từ 18 đến 49 tiêm mũi 1. Tuy nhiên, khi tiêm được khoảng 10.000 liều thì hai chục nữ công nhân của công ty giày Kim Việt xuất hiện triệu chứng bất thường, trong đó có 5 người phản ứng phản vệ. Đến sáng ngày 24 tháng 11, hai người tử vong, người thứ ba mất vào chiều cùng ngày. Chiều ngày 25 tháng 11, thêm một người nữa qua đời. Tối ngày 25 tháng 11, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, Hội đồng Tư vấn chuyên môn nhận định 3 nữ công nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 ở huyện Nông Cống là do sốc phản vệ, chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng. Lãnh đạo của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị tạm dừng tiêm vaccine Verocell trên phạm vi toàn tỉnh Thanh Hóa, trong khi chờ Bộ Y tế có quyết định xử lý. Đây là hình ảnh các cơ quan đoàn thể của tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình có người tử vong do tiêm vaccine của Trung Quốc. Được biết, Sở Y tế của tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo. Và trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác nhận tin này với báo Tuổi Trẻ như vậy. Sở Y tế của Thanh Hóa cũng đang tiến hành điều tra vụ việc. Tối nay, đoàn điều tra xong và Sở Y tế Thanh Hóa quyết định thời gian họp hội đồng chuyên môn xem xét nguyên nhân. Bà Dương Thị Hồng đã nói như vậy. Vào tháng 9 năm nay, Chính phủ Việt Nam cũng ban hành nghị quyết số 110 về việc mua tới 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm của Trung Quốc. Nghị quyết này nêu rõ Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tờ trình và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine này, đảm bảo chất lượng vaccine, hiệu quả, tiến độ trong phòng chống dịch. Trước đó, vào hôm 28 tháng 9, cũng xảy ra một ca tử vong ở Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tiêm vaccine Pfizer. Sau đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nói kết luận ban đầu của chuyên gia không ghi nhận bằng chứng tử vong liên quan đến chất lượng của vaccine. Hôm 5 tháng 11, tỉnh Gia Lai cũng cho biết đang điều tra để xác định nguyên nhân của một người phụ nữ trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca.